Từ hot girl thành máy đẻ showbiz Việt chắc chỉ có bà xã Lý Hải liều mình đến vậy. Nghi vấn cụ hot girl Minh Hà mang bầu lần thứ 5 có lẽ là tin nóng nhất hậu Valentine. Từ lâu người ta đã gọi bà xã Lý Hải là máy đẻ hay đẻ như gà kể từ khi cô sinh đứa con thứ 3. Cho nên nếu thật cô mang bầu lần thứ 5 thì cũng đâu có gì đáng để bàn. Từ hot girl thành máy đẻ, Minh Hà từng là một hot girl đình đám tại thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thập niên 2000. Cô sinh viên ngành luật khi ấy nổi tiếng trong giới trẻ nhờ ngoại hình siêu chuẩn, nhờ học ballet từ nhỏ, cùng làn da mịn màng tươi sáng của thời chưa có công nghệ tắm trắng. Minh Hà đóng rất nhiều các clip ca nhạc, trong đó có clip của Lý Hải. Họ bén duyên nhau vào năm 2004 khi Lý Hải mời Minh Hà đóng DVD Chọn đời bên em năm. Lúc đó Minh Hà tròn 19 tuổi, còn Lý Hải 36 tuổi. Như lời Minh Hà từng tâm sự, Lý Hải, nam ca sĩ hơn cô tới 17 tuổi, số tuổi đủ để gọi là chú ấy, không hề tán tỉnh cô, mà ngược lại cô bị đổ sập trước tính cách vừa lạnh lùng khô khan, vừa vụng về thô mộc bản lạng trước các cô gái của anh. 6 năm yêu nhau, một hot girl đình đám như Minh Hà không hề được người yêu nổi tiếng săn đón chiều chuộng như người ngoài suy tưởng. Chính Lý Hải thừa nhận anh là một người đàn ông thiếu lãng mạn, lại không khéo léo trong công việc chiều chuộng phụ nữ. Ngay cả việc tặng hoa bạn gái và sau này là vợ, anh cũng rất hiếm khi làm. Thậm chí Minh Hà còn tâm sự, có lần cô bị ốm phải nằm liệt giường, Lý Hải chỉ gọi điện hỏi bệnh khỏi chưa, chứ không hề biết phải đến thăm và chăm sóc người yêu. Như mọi cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng, Minh Hà cũng có ước ao về một chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời. Nhưng như Minh Hà nói, Lý Hải trái ngược hoàn toàn với hình mẫu đó, điều khiến cô quyết định gắn bó cuộc đời của mình với anh, lý lẽ không thể lý giải được của con tim. Còn vì anh là người đàn ông chân thật, giản dị, và quan trọng nhất là đại gia đình đông đúc của anh sống rất tình cảm, đoàn kết, nề nếp gia phong. Chỉ với hai lý do đó thôi, đủ để thấy Minh Hà là một người phụ nữ khôn ngoan, chứ không phải một hot girl mê trai đẹp. Cũng như cô không giống các hot girl cùng thời, thường sẽ kết hôn sớm khi đã chọn được ý chung nhân. Minh Hà bắt Lý Hải chờ cô học xong 4 năm đại học tại Việt Nam, sau đó lại tiếp tục sang Anh học thêm 2 năm để lấy bằng thạc sĩ ngành luật, thương mại quốc tế tại trường đại học danh giá của Anh Quốc. Đám cưới sẽ diễn ra khi cô hoàn thành việc học, kết thúc chặng đường 6 năm lần thứ nhất. 6 năm lần 2, Minh Hà Lý Hải cho ra đời 4 sản phẩm của tình yêu, 2 trai và 2 gái. 6 năm sinh 4 đứa con với bất kỳ bà mẹ nào của thời hiện đại cũng là một sự kiện. Nhưng thay vì nhìn sự kiện đó như một kỳ tích của một bà mẹ, một sự hy sinh vĩ đại của người vợ, thì không ít người lại xem đó như một sự nhỡ nhàng dại dột, một câu chuyện để đàm tiếu. Có lẽ bởi thời của những bà mẹ cứ 3 năm 2 đứa con đã qua rất lâu rồi, việc dừng lại ở 2 con và mỗi con cách nhau từ 3 đến 5 năm được xem là công thức sinh con tốt nhất để các gia đình có điều kiện tập trung chăm sóc và giáo dục con cái. Tuy nhiên, công thức ấy lại bỗng dưng biến những người phụ nữ sinh nhiều hơn, hai con trở thành người phụ nữ lạc hậu hay kém văn minh. Việc thực hiện thiên chức của một người phụ nữ bình thường nếu vượt ra ngoài con số phổ thông, ngay lập tức bị dư luận xem là điều không bình thường, họ gọi những người phụ nữ ấy là máy đẻ. Bà xã của Lý Hải không nằm ngoài định kiến ấy, cô bị gọi là máy đẻ, rồi bị quy kết chỉ ăn và đẻ hay đẻ như gà. Chiếc máy đẻ vĩ đại, ít ai dừng lại một chút và cùng suy ngẫm rằng Minh Hà không phải một cô gái xuất thân quê mùa và trình độ văn hóa thấp nên không biết các kiến thức về kế hoạch hóa gia đình. Cô ấy cũng không phải một hot girl trẻ người non già hay một người vợ thiếu may mắn bị hiếm muộn nên khao khát con cái. Cô ấy cưới Lý Hải ở tuổi 25, cái tuổi đã đủ trưởng thành. Cô ấy có bằng thạc sĩ luật ở một trường đại học danh giá vào hàng bậc nhất Anh Quốc. Tức là cô ấy có tri thức hơn người. Nếu như cô ấy đã quyết định sinh 3 con hay 4 con hay 5 con đi chăng nữa, thì chắc chắn đó luôn là một quyết định nghiêm túc và chín chắn. Và giả dụ như những đứa con ấy là sự nhỡ nhàng đi chăng nữa thì cũng hạnh phúc thay cho những đứa trẻ và nhân hậu biết bao người mẹ ấy. Khi không vì cái nhỡ nhàng hay danh dự bản thân mà bỏ đi sự sinh linh vô tội. Không phải người mẹ nào cũng làm được như Minh Hà, dám làm như Minh Hà. Đôi khi chỉ vì cái tiếng xấu đẻ như gà mà người ta có thể không dám đẻ một đứa trẻ chào đời. Nhất là với một cô gái mang danh hot girl, lại là vợ của người nổi tiếng như Minh Hà. Thế nên, chiếc máy đẻ Minh Hà chắc chắn là chiếc máy đẻ dũng cảm nhất. Nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là 6 năm 4 đứa ấy là một tình yêu khăng khít mà Lý Hải và Minh Hà dành cho nhau. Nếu tình yêu của một người đàn ông không đủ để người phụ nữ ấy tin cậy gắn bó, chẳng có lý do gì mà người phụ nữ ấy phải sinh cho người đàn ông ấy những 4 đứa con.
Việc Minh Hà sinh con liên tiếp cho Lý Hải không chỉ thể hiện sự hy sinh vĩ đại của cô dành cho chồng, mà còn thể hiện rằng, cho đến lúc này, tình yêu mà Lý Hải dành cho vợ mình đủ để cô ấy gửi trọn niềm tin cùng vun vén một tổ ấm đông đúc trộn tiếng cười đùa. Giống như mọi phụ nữ, việc thai nghén và sinh ra một đứa con đã vô cùng vất vả. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc chúng, rồi dạy dỗ chúng khôn lớn càng khó khăn bội phần. Suốt 6 năm, cụ hot girl Minh Hà chưa từng được hết thời con mọn. Cô mới là người thấm thía hơn hết nỗi gian truân biển trời của những người làm mẹ, làm vợ. Thế mà sau hai bé sinh năm 1, cô vẫn tiếp tục sinh đứa thứ 3 rồi đứa thứ 4. Nếu không phải là một người phụ nữ tự tin vào khả năng chăm sóc và giáo dục con cái, khả năng quán xuyến gia đình, bà xã của Lý Hải sẽ không làm như vậy. Bởi cô là một người phụ nữ trẻ có học thức cao, cô ấy biết mình làm được gì và đâu là hạnh phúc của cô, chứ không sống với những dị nghị mỉa mai của người đời. Hơn nữa đó là quyền riêng tư của cô ấy, quyền được làm mẹ không hạn chế số lần. Còn nhớ thời điểm mới cưới Lý Hải, Minh Hà có chia sẻ trên báo chí rằng có không ít lời mời từ các công ty nước ngoài gửi đến cô, nhưng cô đã từ chối bởi Lý Hải muốn vợ làm quản lý của anh, thu xếp lịch diễn, biên tập âm nhạc, sản xuất album, tức tần tật những công việc hậu trường của hoạt động nghệ thuật để anh được chuyên tâm vào chuyên môn. Và Minh Hà đã đồng ý, lý do cô đưa ra là trong hai vợ chồng phải có người tiến người lùi, nếu cả hai cùng tiến không ai nhường ai thì tôi biết làm sao. Đàn ông là trụ cột trong gia đình, chẳng nhẽ tôi bắt họ lùi. Ông trời sinh ra phụ nữ để quán xuyến gia đình, tôi không thể làm trái quy luật đó. Một cô gái tốt nghiệp thạc sĩ luật ở nước ngoài, lại là tiểu thư được chiều chuộng trong một gia đình gia giáo. Mấy ai có được suy nghĩ thuận tự nhiên như thế? Và mấy ai vì thương bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi nên lập tức lên kế hoạch sinh con ngay sau cưới để bố mẹ chồng được vui lòng. Nếu không dành thời gian tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào như mọi cô gái trẻ xuất thân thành thị khác. Minh Hà chấp nhận làm một chiếc máy đẻ kim người quản lý của chồng, thay vì gây dựng một hình mẫu phụ nữ thành đạt hiện đại, có sự nghiệp riêng và dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, như mặc định của xã hội. Chính Lý Hải thừa nhận vợ anh đảm đương từ việc chăm sóc con cái đến việc điều hành 4 công ty của anh. Lý Hải bảo, Hà rất giỏi, vừa giữ con vừa làm việc bình thường. Lý Hải còn nói, khi tôi đi quay phim, Hà điều hành sản xuất. Ví dụ bữa nay đi quay phải mua những gì, trợ lý sản xuất sẽ ghi, rồi lại mail về cho Hà. Hà kiểm tra và điều hành mọi chi phí sản xuất phim từ xa. Hà thông minh nên làm gì cũng nhanh hơn người khác. Cùng công việc đó người ta làm 2 tiếng, nhưng Hà làm nửa tiếng, thậm chí 15 phút là xong. Hà có tư duy logic, sắp xếp và xử lý vấn đề rất nhanh nhạy. Hóa ra, chiếc máy đẻ này còn là một chiếc máy làm việc vô cùng xuất sắc nữa. Không khó để công chúng nhận ra, Minh Hà đã ngày một nhiều nếp nhăn hơn. Trên nụ cười rạng rỡ của cô, đôi lúc không giấu được dấu vết của những đêm thiếu ngủ. Cô đã không còn là một hot girl nữa. Cô giờ là một bà mẹ cả ngày tất bật với đàn gà con, cùng gói công việc khổng lồ của công ty. Nếu không phải người phụ nữ thông minh, khoa học, có lẽ người ta đã thấy một Minh Hà đầu tóc rối từ rất lâu, chứ không phải một Minh Hà gọn gàng xinh đẹp suốt 6 năm qua. Vậy nên, 4 hay là 5 đâu phải là vấn đề để dư luận xăm soi, mổ xẻ bàn tán, ối à như cả ngày hôm qua. Minh Hà chưa bao giờ đáp trả lại những lời khiếm nhã dành cho cô trên cộng đồng mạng, vì chỉ có cô mới cảm nhận được niềm hạnh phúc vô tận của một bà mẹ có 4 đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh cùng người chồng chỉ biết có gia đình, cứ xong việc là về nhà ăn cơm. Niềm hạnh phúc ấy lớn hơn mọi lời bàn tán mua vui ngoài kia. Đời bỏ Trấn Thành sang một bên, Harry Won năn nỉ được làm vợ Chí Tài. Mở màn hội ngộ danh hài, Chí Tài đệm guitar dạo đầu ca khúc Anh Cứ Đi Đi, xuất hiện trong trang phục đơn giản tinh tế. Harry Won thể hiện hit một thời của mình bằng tiếng Hàn. Xuyên suốt phần trình diễn, Chí Tài hát tiếng Việt, đệm đàn cho Harry Won hát. Sau khi trình bày ca khúc lãng mạn, Chí Tài liền thả thính Harry Won chồng mình như thế nào. Sau khi khen nam danh hài mắt sáng, da trắng, Harry Won bất ngờ hát một đoạn, chúng ta không thuộc về nhau để trêu chọc Chí Tài. Chí Tài nhanh chóng kéo Harry Won hát chế bản hit bop nổi tiếng thành bút dứa bút táo. Hai MC không ngừng ngại nhún nhảy liên tục trên sân khấu với các đạo cụ bút dứa và thơm. Tuy nhiều lần từ chối lời tỏ tình của đàn anh, nhưng trong lần kết hợp này, Harry Won đã chủ động hỏi Chí Tài, nếu giờ em muốn làm vợ anh có chịu không? Trước yêu cầu bất ngờ của nữ ca sĩ xinh đẹp, Chí Tài vẫn bình tĩnh nhắc nhở bạn diễn, nếu anh nói chịu không biết thằng Trấn Thành có chịu không? Harry liền đề nghị Chí Tài bỏ Trấn Thành qua một bên. Chí Tài khẳng định anh phải suy nghĩ, vì dàn chân dài như Việt Hương, Thúy Nga, Phi Phụng đều đòi làm vợ anh.
Harry đặt tình huống cả mình và mẹ Chí Tài cùng rơi xuống sông thì Chí Tài sẽ cứu ai? Trái với mong đợi của vợ hờ, Chí Tài khẳng định sẽ không cứu ai hết vì lý do không biết bơi. Kiếm được đôi quan gánh có trái cây, Harry Won đổi nghề sang quạnh gáy máy trái cây. Thấy cô nàng xinh đẹp, gánh bán buôn cực nhọc, Chí Tài liền ga lăng ra phụ người đẹp gánh hàng. Harry Won nhanh chóng mời Mộc mua dưa hấu, dứa, táo, nhưng Chí Tài một mực chỉ muốn mua bưởi. Không được đáp ứng, Chí Tài liền đòi xuống bến phà mua, nhưng bị Harry Won năn nỉ kỳ kèo. Chí Tài khoe dưới bến phà có bán hộp vịt lộn chuối chiên, Harry Won nhanh chóng bỏ hết để đi cùng Chí Tài. Trở lại với sân khấu hội ngộ danh hài, Hồ Ngọc Hà thay đổi hình tượng sexy girl với ca khúc Hit Keep Me In Love, vừa lọt top 30 ngôi sao thời trang thế giới. Hà Hồ tự tin diện trang phục khoe chân dài trong trang phục lấp lánh. Bà mẹ một con giữ vững phong độ khi biểu diễn những vũ đạo gợi cảm. Hội ngộ danh hài 2017 tập 8 phát hành lúc 20:30 trên HTV7 ngày 18 tháng 2. Viên mãn như Harry Won, chồng Hồ Tống ra mắt phim, người yêu cũ ở nhà kêu gọi ủng hộ. Dù đã chia tay, nhưng Tiến Đạt và Harry Won vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt, khiến không ít người cảm phục. Từng là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất showbiz Việt, vậy nên khi nghe tin cặp đôi Tiến Đạt Harry Won chia tay sau 9 năm hẹn hò, không ít khán giả vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Nhưng cho đến giờ phút này, khi cả hai người đã có cuộc sống mới, điều khiến công chúng được an ủi nhất đó chính là họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng lối cư xử rất văn minh với nhau. Không giống như nhiều cặp đôi sau khi chia tay, Tiến Đạt và Harry Won vẫn thường xuyên dành cho nhau lời khen ngợi sau khi trên mặt báo, ủng hộ lẫn nhau trong những dự án nghệ thuật mới ra mắt. Mới đây nhất, khi bộ phim 49 ngày 2 do Harry Won đảm nhiệm vai nữ chính bắt đầu khởi chiếu, Tiến Đạt đã nhanh chóng đi xem và chia sẻ dòng trạng thái động viên bạn gái cũ. Anh kêu gọi mọi người cùng ra rạp ủng hộ bộ phim, khen ngợi và chúc mừng nữ diễn viên 8X. Tiến Đạt cũng ngọt ngào gọi cô là bà già, tên thân mật mà hai người thường gọi khi còn yêu nhau. Đáp lại, Harry Won vui vẻ cảm ơn ông già Tiến Đạt. Chia sẻ rằng mình đã vui đến mất ngủ sau khi dự sự kiện ra mắt phim một ngày trước đó. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, dòng trạng thái của Tiến Đạt đã nhận được hơn 8.000 lượt like cùng nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đa phần khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm phục Tiến Đạt vì hành xử đẹp và rất đàn ông. Trong khi showbiz luôn ồn ào vì những lời đấu tố hầu chia tay, thì Tiến Đạt luôn nhất mực bảo vệ Harry Won, ủng hộ và chúc phúc cho cô trong cuộc sống. Dù không còn là người yêu, đã cạn chữ tình, nhưng họ vẫn là bạn bè tốt, sống với nhau bằng cả chữ nghĩa. Nhiều người vào chia sẻ sự yêu mến nể phục Tiến Đạt về cách cư xử văn minh của anh. Thời gian qua, Harry Won phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng cũng đạt được nhiều thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bên cạnh những bản hit triệu view, cô còn có một đám cưới ngọt ngào, khiến nhiều người mong ước. Sau đám cưới, Harry Won và ông xã Trấn Thành vẫn bận rộn với những dự án nghệ thuật riêng. Nhưng bất ngờ, khi có thời gian, họ đều dành cho nửa kia những lời khen có cánh, những tình cảm chân thành và trọn vẹn nhất. Trong sự kiện ra mắt phim 49 ngày 2 tổ chức vài ngày trước, Trấn Thành đã gác lại mọi công việc để động viên vợ. Trong suốt sự kiện, cặp vợ chồng son dính nhau như sam. Trấn Thành còn dành cho bà xã những cử chỉ quan tâm âu yếm hết sức tình cảm. 49 ngày 2 là bộ phim mới nhất của Harry Won do cô đảm nhận vai nữ chính. Nối tiếp thành công của phần 1, bộ phim lấy ý tưởng Người nhìn thấy ma tiếp tục câu chuyện tình yêu hài hước, xúc động pha chút liêu trai giữa hai nhân vật chính. Phim kể về Huy, Ngô Kiến Huy tỉnh dậy sau tai nạn xe và gặp phải chứng mất trí nhớ tạm thời. Bi thảm hơn, anh còn nhìn thấy một cô ma xinh đẹp Harry Won đóng cũng mất ký ức và đang đeo bám Huy để chọc phá. Để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, Huy phải tìm cách khôi phục ký ức cho con ma trong thời hạn 49 ngày trước khi con ma ấy bị tan biến mãi mãi. Vai diễn mới này chứng tỏ càng ngày Harry Won càng được các nhà sản xuất phim chú ý, giúp cô thoát khỏi những kiểu vai điểm nhấn trong các bộ phim trước đó. Bộ phim hy vọng sẽ giúp Harry Won tạo tiếng vang trên màn hình, làm nên thành công trong bộ phim trước đó của Người đẹp 8X, Bệnh viện ma. Cũng như phần 1 49 ngày, phim đã chính thức ra rạp kể từ hôm qua, 17 tháng 2, 2017.